Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hoàng Trinh ngày xưa, thời trẻ là mỹ nhân U60 vẫn nhuận sắc. Hoàng Trinh là nữ diễn viên nổi tiếng gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu người Việt. Cô được nhiều khán giả biết đến thông qua những câu chuyện ngày xưa trên sân khấu kịch IDCAT. Khác với hình ảnh kiêu kỳ thường thấy trên sân khấu, ngoài đời nữ diễn viên sở hữu cho mình nhan sắc xinh đẹp. Hình ảnh hồi trẻ của nàng mèo Lily Hoàng Trinh gần đây trở thành chủ đề được mọi người quan tâm của công chúng. Hoàng Trinh là nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu mến. Cô được nhiều khán giả biết đến thông qua những vai diễn trong ngày xưa. Thông qua những hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhan sắc thời xuân xanh của Hoàng Trinh đều nhận được nhiều lời khen ngợi. Cô sở hữu cho mình gương mặt phúc hậu với đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao, làn da trắng chuẩn mực của người phụ nữ Á Đông thời bấy giờ. Không chỉ thế, nữ diễn viên còn gây ấn tượng bởi giọng nói hay cũng như dáng đi thanh thoát. Nhan sắc lúc trẻ của nữ diễn viên không phải dạng vừa, sở hữu cho mình đôi mắt to, chiếc mũi cao, gương mặt của Hoàng Trinh được khen ngợi xinh đẹp. Do chỉ xuất hiện trước khán giả trong những vai diễn nên ít ai có thể biết được hồi trẻ Hoàng Trinh từng có nhan sắc không phải dạng vừa. Chính vì vậy khi ngắm lại những hình ảnh của cô, nhiều người khá bất ngờ vì nàng mèo Lily kiêu kỳ của ngày nào lại hiền dịu đến thế. Cô gây ấn tượng về nhan sắc lung linh của mình. Nhìn lại những hình ảnh cũ, khán giả không thể nào quên được ký ức xưa. Hiện tại ở tuổi 55, nghệ sĩ Hoàng Trinh vẫn chăm chỉ gắn bó với những vai diễn trên sân khấu và màn ảnh. Cô mang đến cho khán giả không khí tươi vui cùng nguồn năng lượng tích cực. So sánh với những hình ảnh của quá khứ, người hâm mộ cũng khá bất ngờ khi nữ diễn viên vẫn giữ cho mình được thần sắc như ngày nào. Dù diện cho mình những bộ trang phục giản dị nhưng cũng góp phần giúp cô trẻ trung hơn tuổi thật. Những nghệ sĩ ở IDCAT chính là tuổi thơ của nhiều người. Không chỉ nhan sắc, cô được khen ngợi là nữ nghệ sĩ luôn hoạt động nghệ thuật hăng say. Trong hơn 30 năm bước vào nghiệp diễn, Hoàng Trinh dắt túi hơn 200 vai diễn lớn nhỏ. Nhưng ít ai biết, người phụ nữ sinh ra để dành cho sân khấu này từng suýt trở thành một cô giáo dạy toán. Tuy nhiên, cô lại quyết định từ bỏ con đường nhà giáo và thi vào đoàn kịch Cửu Long Giang với khao khát được thể hiện khả năng diễn xuất, hóa thân vào nhiều cuộc đời, nhiều nhân vật. Hiện tại Hoàng Trinh vẫn giữ được cho mình sắc vóc rực rỡ. Cô được nhiều khán giả và đồng nghiệp kính trọng và nể phục. Nhìn những hình ảnh rạng rỡ của hiện tại, người hâm mộ tin chắc rằng Hoàng Trinh đang tận hưởng cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Ngoài nhan sắc được nhiều người ngưỡng mộ, cô còn được yêu mến vì tinh thần nhiệt huyết với nghề. Có thể nói Hoàng Trinh ngày trước và hiện tại vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng của thế hệ trẻ muốn dấn thân vào con đường nghệ thuật. Ngoài kịch, cô còn tích cực tham gia những bộ phim truyền hình. Hoàng Trinh là mẫu hình để thế hệ trẻ yêu nghệ thuật noi theo. Bạn nghĩ như thế nào về những hình ảnh thời xuân sắc của diễn viên Hoàng Trinh và những cống hiến của cô? Hãy chia sẻ cùng tin mới nhất hoặc để lại bình luận ở bên dưới nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.